Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin: 5 đối tượng bị giam giữ vì tát phó chủ tịch phường đi dẹp vỉa hè. 5 đối tượng đã bị tạm giữ hành chính vì có hành vi chống đối tát một phó chủ tịch phường trong ngày đầu tiên thành phố Buôn Ma Thuột ra quân lập lại trật tự đô thị. Chiều ngày 11 tháng 4, ông Vũ Văn Hưng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cho biết đã giao công an thành phố Buôn Ma Thuột lập hồ sơ xem xét xử lý 5 đối tượng có hành vi chống đối đánh cán bộ đoàn liên ngành của thành phố khi đang thực thi nhiệm vụ. Trong buổi giải tỏa, các đối tượng manh động đã đánh một nhân viên trật tự đô thị của phường Tân Tiến bị thương, một đối tượng tát vào mặt phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất. Tất cả có 5 đối tượng đã bị giam giữ hành chính, ông Hưng thông tin. Ông Hưng cũng cho biết đang chỉ đạo công an thành phố tiến hành mời công ty cổ phần EBD Hưng Thịnh, viết tắt là công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh, đơn vị được giao tổ chức phố đi bộ chợ đêm, lên để làm rõ có hay không hành vi kích động tiểu thương chống đối đoàn liên ngành. Sau khi lập lại trật tự ở khu vực chợ Buôn Ma Thuột, sẽ tiếp tục triển khai lực lượng giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè ở khu trung tâm thành phố, tiếp đến là các xã phường, ông Hưng cho biết. Như Việt Nam Express đã phản ánh, do chợ đêm Buôn Ma Thuột hình thành tự phát gây mất trật tự nhiều năm nay, vào tháng 3 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã giao cho công ty Hưng Thịnh tổ chức phố đi bộ chợ đêm tại các tuyến đường Yizhup, Nơi Trang Long và Quang Trung. Sau khi đi vào hoạt động, công ty Hưng Thịnh không thực hiện đúng cam kết như lắp đặt camera giám sát, không xây dựng nhà vệ sinh công cộng, không có bảo vệ túc trực để xảy ra nhiều vụ móc túi. Trước thực hiện này, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã có công văn yêu cầu công ty này tạm dừng ký hợp đồng mới, không gia hạn thêm một hợp đồng đối với các tiểu thương kể từ ngày 1 tháng 4 2016. Tuy nhiên, công ty Hưng Thịnh không chấp hành, tự ý gia hạn hợp đồng với nhiều tiểu thương đến hết năm 2018 nên gây nhiều phức tạp. Vào chiều tối ngày 10 tháng 4, đoàn liên ngành do ông Vũ Văn Hưng dẫn đầu tiến hành giải tỏa chợ đêm Buôn Ma Thuột lập lại trật tự đô thị theo kế hoạch. Đoàn liên ngành đã chia nhiều tổ chức tiến hành nhắc nhở, vận động người dân dọn dẹp hàng hóa không bày bán trên các tuyến đường đã có thông báo giải tỏa. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, trong đó có một số đối tượng quá khích đã lao vào đánh nhân viên trật tự đô thị và cán bộ đoàn liên ngành, vây ráp phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và có hành vi ôm chân vái lại vì chống đối, vây ráp lực lượng chức năng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nhiều tiểu thương còn đưa mái che di động ra giữa đường dựng chợ, buộc lực lượng hỗ trợ phải can thiệp mới lập lại được trật tự. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Hãy nhớ like và share hoặc subscribe để không bỏ lỡ qua các video nào trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.